Thành tích học tập tỷ phú Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup du học tại Liên Xô, Tổng Giám đốc Vietjet Air có 2 bằng cử nhân và 1 bằng tiến sĩ. Đấy là công sức, đấy là trí tuệ, đấy là cả một cái nỗ lực vô cùng lớn của cả một hệ thống. Chúng tôi có lúc đi vay đến 70.000 tỷ mà trả lãi, ví dụ như các anh tính là chỉ cần 20% thôi, mỗi một năm trả lãi 14.000 tỷ. Thế thì nó mới ra được cái kết quả như thế này. Ông Phạm Nhật Vượng. Cafebiz đưa tin ông Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Kim Liên vào năm 1985, sau đó thi đỗ vào trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Là một trong những sinh viên xuất sắc lúc bấy giờ, vào năm 1987, ông Vượng giành được suất học bổng du học tại Liên Xô. Sang nước bạn, ông theo học chuyên ngành kinh tế và địa chất tại Học viện Địa chất Moscow. Được biết, những năm 1980, Việt Nam có chính sách gửi những thanh niên có thành tích học tập xuất sắc nhất sang nghiên cứu về khoa học, kỹ thuật và kinh tế tài chính. Chính vì vậy, việc trở thành du học sinh Liên Xô trong thời kỳ đó là hy vọng thoát nghèo của rất nhiều sinh viên nước ta. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Vượng mở một quán ăn và thương hiệu mì gói Mivina, tiếp đến gây dựng tập đoàn đa ngành lớn nhất nước ta ở thời điểm hiện tại, Vingroup. Bà Nguyễn Phương Thảo. Bà Nguyễn Phương Thảo sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại thủ đô nên có cơ hội sang nước ngoài học tập từ năm 17 tuổi. Nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam sớm nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh nhờ bản thành tích xuất sắc trong học tập. CEO Vietjet Air có bằng cử nhân ngành quản lý kinh tế lao động, kinh tế quốc dân Moscow và bằng cử nhân ngành tài chính tín dụng, Học viện Thương mại Moscow. Ngoài ra, bà còn có học vị tiến sĩ về ngành điều khiển học kinh tế. Là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên tại nước ta, ngoài Vietjet Air, bà cùng ông xã là doanh nhân Thanh Hùng còn nắm trong tay hệ sinh thái Civico Group, tập đoàn hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, hàng không, năng lượng và bất động sản. Ông Trần Đình Long. Trong quá khứ, ông Trần Đình Long cho biết mình khá giỏi văn, thường là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tuy đam mê văn học cổ điển, nhưng ông lại nhập học tại Đại học Kinh tế Quốc dân với ngành toán kinh tế. Một nhân viên của tập đoàn Hòa Phát chia sẻ, có thể do sếp học toán kinh tế nên có yêu cầu rất kỹ về số liệu của dự án trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, ông vẫn cực kỳ nhanh nhạy với sự biến động của thị trường. Đồng thời, Chủ tịch Hòa Phát cũng thường căn cứ vào tình hình thực tiễn để điều chỉnh kế hoạch, hướng đi sao cho hợp lý, hoàn toàn không mang giấc mộng kiểu thay đổi thế giới như một số doanh nhân khác. Vào tháng 4 năm 2021, nhờ giá cổ phiếu tăng chóng mặt, ông chủ Hòa Phát đã trở thành người giàu thứ nhì Việt Nam với tổng tài sản khoảng 2,7 tỷ USD, hơn 61,4 nghìn tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh. Tương tự tỷ phú Vượng, ông Hồ Hùng Anh là một trong những doanh nhân trưởng thành sau quá trình học tập và khởi nghiệp tại Đông Âu. Vào năm 1987, ông thi đỗ vào khóa 22, đào tạo kỹ sư của trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Với bản thành tích học tập đáng nể, ông được cử đi du học tại Liên Xô, chuyên ngành kỹ thuật quân sự. Tiếp đến, ông học thêm ngành kỹ sư điện của trường Đại học Bách khoa Kiev, từng đảm nhận vị trí tổng giám đốc Masan Group Training từ năm 1997 đến năm 2004. Năm 2018, ông Hùng quyết định rời Masan để tập trung phát triển Techcombank. Để có được sự thành công với những cống hiến lớn lao cho nền kinh tế nước nhà như ngày hôm nay, chắc hẳn các nhân vật trên đã không ngừng nỗ lực và cố gắng. Ngoài ra, họ còn có tâm và có đức rất nhiều với nhân dân Việt Nam. Còn bạn có cảm nhận gì về điều này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nhé!